Em mến chào cả nhà. Hôm nay em xin chia sẻ những cây cảnh ở xóm em và trong vườn em nha cả nhà. Kế nhà nhà cây linh sam nha cả nhà, cây linh sam đẹp ghê. Cây mai nha cả nhà, ở đây cũng cây mai nữa nè, mai đẹp quá. Tập tầm chơi cây kiển cả nhà ơi, cây mai em uống nè. Đây là mấy cây mai con nha. Ở đây mấy cái mấy con nè.
bên đây phát triển rồi nè, sống rồi. Cây này cây xương rồng rồi đó nha.